ngày 1 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và nắm tạm giam 4 tháng đối 6 bị can, trong đó có giám đốc và phó giám đốc trung tâm giáo dục kém xuyên huyện Long Điền để điều tra làm rõ ràng về hành vi giả mạo trong công tác. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Diện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã chi làm 6 tổ công tác khám xét nơi làm việc và nơi ở của những bị can trên sáu bị can gồm ông Phạm Ngọc Thảo nguyên giám đốc trung tâm, Lê Thanh Hải nguyên phó giám đốc trung tâm, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Quỳnh Quang, Nguyễn Hồng Tài, Ngô Minh Khuê là giáo viên, viên chức của trung tâm giáo dục kém xuyên huyện Long Điền. Trước đó, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua Thanh tra đã phát hiện, từ năm 2015-2018, mặc dù không có học viên đến học dân trung tâm này đã làm các đại dương sơ, học bạ, bản điểm cho khoảng 2.000 học viên và đề nghị sở cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học cơ sở trong các năm học 2015-2016, 2016-2017, từ đề nghị của trung tâm này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp khoảng 800 bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học cơ sở cho các học viên. Hơn 1.200 đại dương sơ còn lại do bị thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện nên chưa được cấp bằng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào cuộc điều tra, đồng thời sở này cũng ra quyết định đình chỉ các chức vụ, đình chỉ công tác của 6 bị can trên.